Tập 19. Alo, hình như bọn họ phát hiện ra. Vậy sao đưa hàng ra được? Rút ngay, tìm dịp khác tính tiếp. Đành phải vậy thôi. Nhớ kiểm tra cẩn thận vào. Của ai? Chủ nhiệm mà, một khay. Được rồi, niêm phong xe này lại đi. Rõ, các anh em qua đây, vào trong. Alo, sếp Đinh, chúng tôi kiểm tra xe trên đường dài cao tốc, phát hiện có một khay. Tôi đã niêm phong xe, đang tập trung điều tra. Có vẻ các đối thủ của chúng ta muốn ném đá dò đường. Tiếp tục điều tra những chiếc xe khác. Chú ý, tập trung kiểm tra xe chở hàng. Đúng. Có tình hình gì lập tức báo ngay cho tôi. Họ tên: Nghiêm Tư Miễn. Tuổi tác: 32. Trình độ văn hóa bao nhiêu? Chưa học hết cấp 2. Nghề nghiệp? Không có. Anh chưa hết cấp 2 mà dám giả mạo lãnh đạo Trung Nam Hải thực hiện hành vi lừa đảo sao? Bây giờ có vài người muốn làm quan tới phát điên rồi. Cứ mặc quần áo sang trọng ở một khách sạn xa hoa, họ sẽ không nghi ngờ gì. Anh thử nghĩ kỹ đi, còn điều gì chưa khai ra không? Ở cái thành phố này tôi đã mua quan chức cho 7-8 người. Tôi đã khai hết rồi. Những thứ khác. Đúng rồi. Có một cô gái tên là Kiều Tuệ Quyên, có dẫn một người đàn ông tới, có kè cà mặt cả với tôi cả buổi. Cuối cùng tôi giảm còn 200 ngàn. Mà anh ta không mua. Người đó tên là gì? Hình như tên Châu. Châu Nam Trúc. Cái gì? Phim được dịch và chắc chắn không? Chắc chắn. Dẫn anh ta đi. Vào đi. Phó thị trưởng Châu có một người họ Du muốn gặp anh. Kêu anh ta tới phòng họp chờ tôi. Dạ. Ông Chu, chào ông. Xin chào. Mời ông ngồi. Cảm ơn. Phó thị trưởng Châu, tôi muốn hỏi anh, con gái của tôi đã phạm phải lỗi gì? Tại sao vừa xuống máy bay đã bị chấn đi?
Ông Du đừng nôn nóng. Hà Nam từng là cấp dưới của tôi. Gặp chuyện tôi cũng sốt ruột. Gặp phải chuyện gì? Chúng tôi nhất định sẽ làm rõ vấn đề. Tôi liên lạc với lãnh đạo viện kiểm soát. Ông yên tâm đi. Xảy ra chuyện như vậy, tôi thấy rất đáng tiếc. Tôi hy vọng lãnh đạo thành phố sớm trả lại tự do cho con gái tôi. Người sáng suốt vừa nhìn sẽ biết, có người đang vu cáo nó, có người ôm mục đích không thể tiết lộ, gây rối ở sau lưng. Không thể nói vậy được. Chúng tôi là tổ chức một cấp, sao có thể nghi ngờ nơi này có cái gì mục đích không thể tiết lộ? Không phải người xưa có câu, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Ông nói vậy là sao? Ông Du, nếu hôm nay chỉ nói chuyện lãnh Hà Nam, về công về tư, tôi đều sẽ giúp. Còn nếu ông uy hiếp tôi, xin lỗi, ông muốn tìm ai thì tìm. Phó Thị trưởng Châu, nếu Nam Nam được thả ra, không sao hết. Còn không được thả ra, tôi biết mình nên làm gì. Không tiễn, không cần khách sáo. Ngân hàng xây dựng Trung Quốc. Đến giờ rồi, ra tay được rồi. Chờ thêm chút đi. Giờ này ngân hàng không có nhiều tiền. Chờ gì nữa? Chờ nữa, không biết phải chờ tới bao giờ. Hành động đi. Rốt cuộc nghe lệnh của ai? Tôi ra lệnh đó. Anh hai à, đừng làm mất quạt khí mà. Anh hai, hành động đi. Ai cho nổ súng vậy? Đi mau, đi. Đứng lại, đuổi theo. Đứng lại, mau đứng lại. Không được chạy, đứng lại đó. Đàn quân, đứng lại. Mau đi thôi, cảnh sát tới rồi, đi thôi. Đứng lại. Đi mau, các anh đi từ lối kia vào, rõ. Anh đánh bọc sườn bên kia, đi.
Chúc Xuân Minh, bỏ súng xuống. Mày thả tao đi, tao sẽ bỏ súng xuống. Thả mày à? Mày là thứ cảnh sát biến chất, mày suy nghĩ kỹ lại đi. Mày tin không, Chúc Xuân Minh, tao sẽ bắn chết mày, xem như trừ hại cho chân. Mày đừng có làm bậy. Mày muốn làm gì? Cảnh sát tới, chạy mau, không kịp đâu. Hai anh ngồi chờ đi. Anh hai. Sao vậy? Anh hai à, có chuyện rồi. Đặng Quân chết rồi. Cái gì? Sao cậu ngốc quá vậy? Lại đưa hai người họ tới công ty. Cậu hãy mau chóng viết một văn bản, lấy danh nghĩa công ty sa thải Lưu Siêu và Chúc Xuân Minh. Làm ngay đi. Anh hai, đáng lẽ ra tay từ sớm rồi, nhưng mà cảnh sát tới. Anh hai, tiếp theo phải làm sao đây? Hai cậu qua đây. Anh hai, em nghi ngờ Chúc Xuân Minh. Chúc Xuân Minh đáng nghi nhất. Hai cậu đi xuống trước đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Anh Ninh, hội nghị hôm nay thấy có gì đó rất lạ. Sao lại nói như vậy? Anh xem, xe của sở trưởng Tiếu và xe của rất nhiều lãnh đạo thành phố đều ở đây, chứng tỏ hội nghị hôm nay có cấp bậc không thấp. Vậy tại sao lại chọn nơi này? Kệ đi, vào trong coi sao. Được. Bí thư Lôi đang chờ mọi người. Thư ký Lưu, tiết lộ đôi chút nội dung hội nghị được không? Tôi cũng không biết cụ thể. Các lãnh đạo thành phố đều tới. Mời. Anh Đinh, anh Lưu, hai người mau ngồi xuống đi. Mọi người đã tới đông đủ rồi, tôi sẽ nói ngắn gọn. Đầu tiên sẽ tuyên bố quyết định của đảng ủy thành phố. Kể từ hôm nay, đồng chí Đinh Lạc Sơn được phục chức cục trưởng cục công an thành phố Giang Xuyên. Ngoài ra, về chuyện đồng chí Lãnh Hà Nam bị thẩm tra, tôi cũng vừa mới nghe nói. Làm như vậy quá tệ. Trước đó anh Châu cũng không báo trước, vì vậy mà rất bị động. Sự việc đã tới nước này rồi, chúng ta làm sao biến yếu tố bất lợi thành yếu tố có lợi, biến bị động thành chủ động? Chuyện của Lãnh Hà Nam, đúng là chúng tôi làm việc hơi qua loa. Nếu không thì đồng chí Lưu Dũng không gay gắt với chúng tôi như vậy. Tại đây, trước mặt các vị lãnh đạo, tôi đại diện hệ thống viện kiểm soát gửi lời xin lỗi đến các vị lãnh đạo. Nói đi cũng phải nói lại, cấp trên, lãnh đạo cấp thành phố đã lên tiếng, chúng tôi không thể không làm. Làm như thế nào, trong quá trình thực hiện, chừng mực ra sao, tôi đã không xử lý tốt. Hôm đó tôi cũng đã mất bình tĩnh. Xin lỗi viện trưởng Trần. Vậy mới phải chứ, chúng ta vốn chỉ là người một nhà mà. Còn nữa, lính gác bị tập kích,
Tiếp theo lại xảy ra vụ cướp ngân hàng. Bọn họ muốn làm gì? Có phải là sau lưng chuyện này còn có mưu gì khác không? Có liên quan tới ma túy hay không? Hôm nay mời sở trưởng Tiếu đến đây cũng chính là muốn anh ấy chỉ cho một chiêu. Anh Tiếu, có phải là nên nói vài lời không? Được. Ý kiến của tôi là ngoài lỏng trong chặt. Nghi phạm bị ép quá sẽ chó cùng rứt dậu, liều mạng cá chết lưới rách. Nhưng khi sóng yên gió lặng, hắn sẽ chính mình nhảy ra. Bây giờ chúng ta thảo luận chi tiết hơn nữa. Yêu cầu của tôi là càng chi tiết càng tốt. Alo. Chờ một chút. Xếp đi. Tôi đây. Cái gì? Được, tôi biết rồi. Bí thư Lôi, có vài tình tiết mới, mau đi đi. Được. Khoan đã. Anh Đinh, gần đây nhận được một tin báo ký tên gõ chuông cảnh báo. Trong đó có nói có một người tên là Nghiêm Tư Miễn, giả mạo có quen biết lãnh đạo Trung Nam Hải, tới thành phố của chúng ta tiến hành hoạt động mua bán quan chức, gom tiền bỏ túi. Trong lá thư này có liệt kê 7-8 cái tên, đều là lãnh đạo các cấp đang tại chức của thành phố. Thành ủy đã triển khai điều tra sự việc này. Nhưng mà Nghiêm Tư Miễn này bị tình nghi phạm tội lừa đảo, các anh phụ trách xử lý nghiêm việc này. Bí thư Lôi, chúng tôi sẽ điều tra cặn kẽ. Tốt. Sao mua rượu xịn vậy? Chúng ta có tiền rồi ba. Ba, con lớn vậy rồi. Để con ra xem. Sao anh đến đây vậy? Vì sếp Tiếu kêu tôi đưa cậu ít tiền. Đây là 5.000 đồng, cậu dùng trước, không đủ thì báo lại. Chú ơi. Chú à, sau này chú có chuyện gì cứ kêu Xuân Minh nói với con. Xuân Minh đây là, hay là cùng uống một ly đi. Tôi thấy không cần đâu, tôi còn bận việc. Vậy ngày mai anh tới thẳng văn phòng sếp Tiếu, ông ấy có nhiệm vụ cho anh. Chú ơi, con đi trước đây. Tạm biệt. Được rồi. Xuân Minh, số tiền này là sao? Anh ta nói sếp Tiếu là ai vậy? Ba, vào trong đi, ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi. Ba, ngồi xuống đi. 5.000 đồng. 5.000 đồng. Xuân Minh, sao trước giờ ba chưa từng gặp người này? Chỉ là một người bạn thôi ba, ba đừng hỏi nhiều. Nhưng mà không phải người thân hay bạn bè, sao anh ta đưa con nhiều tiền vậy? Ba, ba đừng quan tâm. Chúng ta có tiền rồi sẽ sống thoải mái hơn. Trên đời này người con có lỗi nhất chính là ba, con phải bù đắp lại cho ba chứ. Số tiền này không nói rõ lai lịch, ba không yên tâm xài. Nếu lúc trước con có tiền thì cô ấy sẽ không đi theo người khác. Minh à, hôm nay con được thả ra, cục trưởng Đinh đã nói gì chúng ta không được quên. Chúng ta không thể làm chuyện có lỗi với người khác được. Con từng làm cảnh sát, chúng ta phải làm người tốt. Làm người tốt, làm người tốt. Con người tốt nào sống thoải mái đâu. Con nói vậy là sao? Con quý gì đây hả? Con kiếm cơm bằng bản lĩnh, kiếm tiền bằng sức lực. Kiếm tiền bằng sức lực. Xe ba gác nhà mình để trong sân lâu như vậy rồi, con bỏ sức lực vào đâu chứ? Con nói cho ba nghe đi. Hả? Số tiền này rốt cuộc là sao? Con nói cho ba nghe chuyện này là sao đi. Tại sao con lại giấu ba chứ? Ba, con trai ba là người ra sao ba còn không biết sao? Sau này ba cứ yên tâm ở nhà hưởng phúc đi.
con sẽ hiếu thảo với ba. Được, hiếu thảo, được. Nếu như con hiếu thảo, bây giờ con đem trả số tiền này lại. Con mang đi trả liền đi. Sao phải trả chứ? Tại sao à? Tại vì nề nếp gia đình họ Chúc, người nhà họ Chúc không thể có người xài tiền không sạch sẽ. Con không biết hai năm con ở trong đó, ba đã sống ra sao? Hả? Ba đã sống ra sao hả? Khó khăn lắm con mới được thả ra. Con còn khiến cho ba lo lắng như vậy. Con chê ba sống hoài không chết có phải vậy hay không? Ba à, hôm nay con phải nghe lời ba. Mau đem tiền đi trả đi. Mang đi trả liền cho ba. Con có trả hay không? Con có trả hay là không? Con muốn cho ba tức chết hả? Con muốn ba tức chết có phải vậy không? Con muốn ba tức chết là cái thằng này. Có trả hay không? Có trả lại không? Con trả lời ba đi. Cái thằng này, có trả hay là không? Anh hai, anh tìm em có việc gì sao? Tôi biết cậu rất là hiếu thảo, cho nên là kêu Chương Kiến mời ba cậu tới đây. Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống uống trà để nói chuyện. Anh hai, ba của tôi là người nhà quê, ông ấy không có dạng hứng uống trà đâu. Không cần có sáo, chúng ta đều là người một nhà mà. Ba, bác trai, đây là sếp Tiếu của chúng tôi. Minh, con bị thương ở đâu vậy? Nói đi, con bị thương ở đâu? Ba, con không sao. Con không sao. Không sao thì chúng ta về thôi. Khoan đã. Tôi rất bận rộn, cũng không tranh thủ được thời gian tới thăm ông. Hôm nay mời ông đến uống trà, coi như để tỏ lòng xin lỗi. Chương Kiến, mau mời bác trai ngồi xuống đi. Ba. Anh hai, anh có chuyện gì nói với tôi là được rồi. Sao phải làm khó ba của tôi chứ? Nói rất hay. Tôi đang có chuyện muốn hỏi cậu. Lần hành động này tại sao xảy ra vấn đề? Hành động gì? Minh à, có chuyện gì vậy? Con trai, con vừa được ra ngoài, chúng ta đừng có làm chuyện mờ ám nữa. Tôi thấy các anh thả nó về đi. Tôi đã nhiều tuổi rồi, không leo lên nổi xe ba gác. Để nó về chạy xe ba gác giúp tôi đi. Ông lão, ông đừng có nôn nóng. Con trai ông rất là xuất sắc. Cậu ta làm cảnh sát nằm vùng. Anh hai, anh nói vậy là sao? Anh không cần phải dùng cách này để khích tôi. Tôi sẽ không bao giờ bán đứng anh hai đâu. Cậu không làm. Ba, có chuyện gì? Có chuyện gì? Các anh nhắm vào tôi là được rồi. Đừng làm hại con trai của tôi. Minh, cảnh tượng thật là cảm động lòng người. Đại ca, có chuyện rồi. Sếp Trương, cậu làm gì vậy? Làm theo pháp luật, tiến hành lục soát chỗ này của ông. Lục soát à?
Cậu dựa vào đâu mà đòi lục soát? Tôi làm ăn hợp pháp, được pháp luật bảo vệ đó. Pháp luật cũng bảo vệ ông cướp ngân hàng sao? Cái gì? Cậu vừa nói gì? Còn hỏi cái gì à? Ông đừng giả ngốc nữa. Chuyện vừa mới làm đã không chịu nhận rồi. Đây đâu phải là phong thái của Tiếu lão đại chứ. Chuyện lớn như vậy, cậu có bằng chứng gì không? Bằng chứng? Được, tôi cho ông xem bằng chứng. Đặng Quân đã bị tôi bắn chết. Lưu Siêu và Chúc Xuân Minh chạy trốn đều là thủ hạ của ông. Đúng, anh ta vốn là thủ hạ của tôi, cũng là nhân viên của tôi. Nhưng mà bây giờ đã bị công ty sa thải lâu rồi. Họ có đi cướp ngân hàng hay không liên quan gì tới tôi. Cậu muốn tạt nước dơ lên người của tôi, tôi sẽ kiện cậu, đưa cậu ra tòa. Để xem bộ đồ cảnh sát này cậu vẫn còn mặc được hay không. Tiếu lão đại, ông nói không sai. Tôi cho ông biết, hôm nay tôi dám dẫn người đến chỗ của ông thì tôi cũng đã xác định được đồng phục cảnh sát của tôi hay là ra tòa gì đó. Tôi không để ý tới nữa. Bây giờ tôi cũng không có việc gì để làm, cũng phá được gần hết các vụ án. Không bắt được Lưu Siêu và Chúc Xuân Minh, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ từ từ ở đây giết thời gian với ông. Đúng rồi, cậu làm như vậy thì không có gì lạ. Chương Kiến, chuẩn bị trà công phu, tôi mời sếp Trương uống trà. Sếp Trương, đừng giết thời gian ở đây nữa. Nếu như phát hiện Chúc Xuân Minh, tôi sẽ đưa anh ta tới chỗ của cậu. Đến hay không là chuyện của ông, bắt hay không là chuyện của tôi. Chúc Xuân Minh là cặn bã của cảnh sát, tôi sẽ khiến cho anh ta xa lưới, sẽ truy nã anh ta toàn quốc. Sếp Trương, sao cậu không thử động não nghĩ xem? Với địa vị và tiền tài của tôi bây giờ, sao tôi lại đi cướp một ngân hàng ngoại ô? Ai tin chứ? Không phải là quá vô lý hay sao? Tôi tin ông là loại người gì tôi đây rành quá rồi. Còn nhớ tôi từng nói cho ông về một giấc mơ không? Đúng rồi, tôi nhớ cậu nói cầm súng bắn một lỗ vào đầu của tôi. Cơ thể của tôi trương lên như tre banh, cuối cùng thì một rửa, rất là ghê tởm. Tôi thấy từ giờ tới ngày đó không còn xa nữa. Tôi phát hiện con người của cậu rất thích hơn thua. Vậy sao? Alo, sếp Đinh, tôi đây. Cái gì? Được rồi, tôi biết rồi. Tiếu lão đại, ông nói muốn mời tôi uống trà công phu. Lâu vậy rồi sao còn chưa bưng trà lên vậy? Bây giờ tôi không rảnh nữa, bữa khác tới uống ha. Cậu khoan đã. Sếp Trương, sau này đừng có nằm mơ nữa. Mơ rồi nói sản. Tôi nói cho ông biết, Chúc Xuân Minh có chạy tới chân trời góc biển nào, tôi cũng sẽ bắt được anh ta. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Vị trí tổ trưởng tổ trọng án vẫn luôn bỏ trống. Cục đã nghiên cứu rồi, cũng đã thăm dò ý kiến, tổ chức bổ nhiệm cậu làm tổ trưởng tổ trọng án. Sếp Đinh, vụ án Cao Mãnh vẫn chưa phá được. Lãnh Hà Nam còn đang ở trong thời gian điều tra. Trong lúc này tôi không có tâm trạng.
Trương Song Thành. Đây là quyết định của tổ chức để cậu làm tổ trưởng tổ trọng án, là tín nhiệm tổ chức dành cho cậu, là để giúp cho cậu phát triển nghiệp vụ tốt hơn. Cậu không thể làm theo cảm tính cá nhân được. Nhưng mà tôi... Nhưng mà cái gì? Cứ quyết định vậy đi. Đi mau. Sao vậy? Còn muốn tranh cãi với tôi sao? Không phải đâu, Sếp Đinh à. Tôi tranh cãi gì với anh chứ? Tôi muốn nói một câu. Nói đi. Sếp Đinh, tôi sẽ làm tổ trưởng tổ trọng án, nhưng có thể đợi sếp lãnh. Cứ vậy đi, tôi lười nghe cậu lải nhải rồi. Sếp Đinh, tôi phục tùng mệnh lệnh. Ông à, thuốc này trưa uống 3 viên, tối uống 4 viên, đừng có nhầm lẫn đó. Được, tôi biết rồi. Alo, Phó Thị trưởng Châu. Cuối tuần rồi, có muốn đi đâu giải khuây không? Ngày mai, có phải là quá gấp rồi không? Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta tìm một nơi có phong cảnh đẹp, núi cao đường xa, vừa hay không ai nhận ra chúng ta. Ở đâu vậy? Thác Tam Tuyền. Tôi nói cô nghe, nơi đó quá xa rồi. Xa thì tốt chứ sao, tránh được tầm mắt của mọi người, như vậy chúng ta mới có thể hoàn toàn thư giãn. Cô nghe tôi nói đi, công việc của tôi gần đây rất bận rộn. Hay làm vậy đi, để tôi làm xong việc đã, tuần sau đi được không? Không được. Tôi không chờ được vậy đâu. Bây giờ người ta muốn đi với anh mà. Anh nhìn đi, xe của tôi cũng đã dừng dưới nhà của anh rồi. Thật vậy sao? Được. Tôi biết rồi. Vậy ha. Nè, điện thoại của ai vậy? Sao tôi nghe có gì đó mờ ám? Coi bà đi, bà lại dậy nữa rồi. Có chuyện gì? Có một cuộc gọi hội nghị đột xuất. Mau chuẩn bị đồ cho tôi đi. Đi bao giờ về? Một hai ngày. Vậy ông đừng quên uống thuốc này là trưa 3 viên, tối 4 viên đó. Đừng nhầm lẫn nghe chưa? Không quên đâu, mau đi đi. Cứ phải để tôi nhắc nhở như một đứa trẻ vậy. Chiếc xe phía sau hình như vẫn luôn đi theo sau chúng ta. Alo, Châu Nam Trúc đây. Anh Lưu, có chiếc xe biển số là 3BE3396 hình như đang đi theo tôi. Anh kiểm tra ngay đi. Được rồi. Xin lỗi, xe của ông không qua được. Tại sao vậy? Cần phải kiểm tra. Anh kiểm tra gì? Tôi đang có việc gấp mà. Gấp cũng phải kiểm tra. Tôi nói cho anh biết, tôi đang có việc gấp. Gấp cũng phải kiểm tra. Trời ơi, làm quan đúng là tốt thật đó.
chỉ cần một cú điện thoại là xong hết. Làm quan có cái khó của làm quan. Cô cũng không thử nghĩ xem sao chiếc xe phía sau cứ theo chúng ta. Anh nói như vậy làm tôi cũng chợt nhớ ra, mấy ngày trước chiếc xe này cũng luôn theo sát chúng ta đó. Là ai vậy? Sao lại to gan vậy chứ? Kệ hắn ta là ai, dù sao cũng không làm được gì anh mà. Đúng rồi, tôi nghe nói Nghiêm Tư Miễn bị bắt rồi. Bắt thì bắt thôi. Anh nói nghe đơn giản quá. Tôi sợ chuyện của anh ta làm liên lụy đến anh đó. Liên lụy gì tới tôi? Chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần. Anh ta kêu tôi cầm tiền tới Bắc Kinh mua chức. Tôi không chịu, có liên quan gì đâu. Đúng là không liên quan. Nhưng mà trong lòng của tôi cũng không thoải mái. Hay là chúng ta đừng đi chơi nữa. Tôi thấy sợ quá. Sợ cái gì? Có tôi đây rồi. Đi đi. Xích qua bên đó một chút đi. Nghiêng người một chút. Đúng rồi. Cười lên. Một, hai, ba. Chụp luôn cảnh đằng sau được không? Được. Cười lên. Một, hai, ba. Rồi được rồi, đổi đi. Được rồi. Tôi cũng muốn chụp kiểu đó. Được rồi. Nhìn tôi đây. Một, hai, ba. Được rồi. Chụp thêm tấm nữa. Để tôi lên trên đó. Được rồi. Trời đất ơi, còn cười nữa. Còn cười được sao? Cô đúng thật là. Nhìn cô đi kìa. Còn cười nữa. Đừng có cười nữa. Nè, coi chừng ướt hết rồi nè. Coi kìa, không sao. Sao hả? Tôi chọn nơi này không tệ chứ. Tốt, rất tốt. Tôi đưa anh đến nơi thú vị như vậy. Ly rượu này anh nên uống cạn mới phải. Cô muốn chuốc say tôi sao? Coi anh nói kìa, làm như tôi hư hỏng không bằng á. Nếu anh không uống cạn ly rượu này, sau này tôi sẽ không dẫn anh đi chơi nữa. Được, tôi uống. Vậy mới được chứ. Tiểu Kiều,
Sao cô lại nằm ở đây chứ? Tôi sao hả? Người ta nhớ anh rồi. Qua đây thăm anh không được hay sao?